Bây giờ tụi tao muốn lập một cái làng mà muốn chung sống chung mọi người thôi. Mày hiểu không? Ồ, mày cũng có lòng tốt hả? Mà mày định đô hộ người ta hả? Thôi tụi bay có gì đâu mà tụi bay sợ vậy? Lên ghế ngồi đi. Tụi bay có gì đâu mà căng vậy? Đi ha, qua đây ngồi với tao. Tao có chuyện muốn nói với mày. Cho một ly trà đá đi bà già. Ê, mọi người nên ngồi đi, để tôi qua nói chuyện với nó. Nè, trà đá nè, uống đi. Sao? Này, bán trà đá vào dục dưới đất. Bội cái bà này. Rồi, được rồi. Bây giờ ngươi biết tại sao ta qua đây có chuyện gì không? Qua đây có chuyện gì là sao bro? Ta nói nè, hôm nay bọn ta mới hành lập ra thị trấn mới đó. Có muốn qua xem không? Bởi vì ngươi cũng là một tổng thống của làng sinh tố rồi. Ta cũng muốn có một cái làng riêng bản thân ta chứ. Gì vậy? Bây giờ tự nhiên ngươi muốn cái làng của ngươi thì là chuyện của ngươi. Nhưng mà vấn đề có ai đi theo ngươi không đó chứ. Đúng không tụi bay? Đúng rồi. Em lại đây. Nhưng mà quan trọng gì chuyện mà đi theo ta là chắc chắn có người rồi. Trời ơi, có người là một chuyện, người ta có thật sự là đi theo ông hay không, hay là ông hù dọa để bắt người ta đi theo đó chứ. Khỏi nói nhiều, ta hôm nay đến đây chủ yếu không phải kiếm chuyện với người hay tụi trong làng sinh tố đâu. Chủ yếu ta đến đây là để mời ngươi đi ăn tân gia cái làng mới của ta thành lập. Ôi trời, nghe nó ảo ma anh đa nhờ. Có luôn cái làng mới luôn hả? Trời, tao mới nói rồi, tao có làng hi ha. Nó tên là thành phố luôn rồi. Cái làng tụi mày còn dởm á. Ghê gì? Rồi thành phố luôn. Thành phố là phải kiến nhà lầu rồi mới gọi là thành phố nha ba. Ờ vậy hả? Vậy nó mới là làng giống mày thôi. À, trời ơi, tưởng cái gì. Vậy bây giờ ông muốn tôi làm gì? Thì tao nói rồi, tao đã muốn mời mày qua bên bển ăn tân gia. Mày đi không? Có nên tin không vậy? Rồi, một mình tôi thôi hả? Chứ gì nữa, một mình mày thôi mày dẫn hết cả lũ rồi. Đi qua làm gì? Chỉ có mày thôi. Tại vì sao chỉ có mày thì mày qua bển mày mới biết được. Rồi nghe cái mùi giống vụ vậy ba. Kêu qua bển ăn mà đi có một mình vậy cha. Sợ gì không nào? Trời ơi, mày yên tâm đi. Tao không có làm gì đâu. Tao đích thân tao qua đây mời mày. Bây giờ tao muốn giết mày, tao giết đời nào. Giết tới giờ giết chi? Thì yên tâm đi. Nên tin không tụi bay? Trời, tụi bay đuổi vậy luôn. Đúng rồi, đi lẹ đi, trời ơi. Thôi, tụi nó kêu mày đi rồi kìa, đi lẹ đi. Nè, cho ly trà đá nè, đi bảo nhậu nghe. Rồi, ly trà đá cuối cùng á. Ta nghĩ tụi bay tìm tổng thống mới được rồi đó. Tao tin này không về đó. Kèm chỗ nào chôn trước đi nha. Nhả lên đây, mày cứ xăm xăm hoài. Tao hứa với mày an toàn. Không có ai dám đụng mày đâu, theo tao. Trời ơi, cái gì vậy trời. Thành phố hi ha, ủa làng hi ha. Quách gì là sao ta. Ủa đi đâu vậy cha. Ê, cánh cổng tao để đằng này nè. Không có thế giới phải trong chung thế giới với mày đâu. Một vũ trụ khác. Có được một vũ trụ khác luôn hả? Nghe oách xà lách vậy ta. Đâu. Tao đi đây coi. Đây, tới rồi đây. Ui ôi, đi qua thế giới này hả? Có khi nào mày bắt tao ở bển luôn không? H4. Tao nói rồi, tao đã đích thân qua đây tìm mày để mời mày vào. Mày cứ yên tâm đi, mệt mày quá. Vô đi. Được, vô thì vô. Thấy. Ôi. Ui dồi, nào đấy lạng gì. Ui sao có nhà kia giống tôi vậy? Thì nhà của mày đó chứ còn gì nữa. Tao xây một ngôi nhà cho mày đó. Gì ghê giờ xây nhà cho tôi luôn hả? Thôi nhưng mà H1, H4. Tôi nói nè. Ủa nhưng mà đây là thế giới gì chứ? Ai, ta nói rồi, đây là một cái đa vũ trụ riêng mà tao muốn lập ra để chủ yếu cho tất cả hi ha được chung sống ở đây. Có cả phản diện, có cả chính diện, mày hiểu không? Giờ mày kêu được thằng chính diện nào chưa? Tao chưa tìm được thằng chính diện nào vô đây hết. Bởi vì tao mới tìm đến mày nè, thằng chính diện của đa vũ trụ chính. Giờ từ mày mới đi tìm mấy thằng kia, mày hiểu không? À, thì ra là vậy. Rồi trong đây là có cái quần gì đâu? Trời ơi, mệt mày quá, mày thử bấm tab lên đi. Ui ôi, nguyên một cái đại gia đình đa phản diện của mày trong đây luôn hả? Ê, mày bớt nói đại gia đình đa vũ trụ phản diện được không? Nghe nó phản diện nó buồn quá mày. Bây giờ tụi tao muốn lập một cái làng mà muốn chung sống chung mọi người thôi. Mày hiểu không? Ồ, mày cũng có lòng tốt hả? Mà mày định đô hộ người ta hả? Điên ngợi, trong làng này không có nào làm tổng thống hết. Đồ, làng này không nào làm tổng thống hết. Được, nếu vậy thì ok. Trong làng này thằng nào cũng ngang hàng nhau hết. Đây là nhà của thằng Nái Má Re. Quay, tao dẫn người tới nè. Hello. Oh, lại thằng Hi Ha. Mày mời nó qua được luôn đó hả? H1, H4. Hey, không
không thành cái nào ta không mời được chứ. Chủ yếu nó qua đây để tham quan làng này. Với lại chúng ta cũng muốn làng của chúng ta có tất cả những đa vũ trụ khác để cho nó vui mà. Tao ban đầu là tao hợp lý với lại cái những thứ của mày rồi đó. Đóng vai phản diện hoài tao cũng không muốn đâu. Tao muốn tất cả mọi người trong gọi là hi ha nó có một cái thế giới gì đó, mọi người chung sống với nhau như vậy nó sẽ vui hơn, mày hiểu không? Ừ, thì đó, đó mới là lý do tại sao tao lập gia, mày hiểu rồi đó. À, ok, ấy, thì đánh tôi ông nội. Ơi, nhưng mà hôm nay tôi mới đến đây để có một cái này nè. Ủa mà tôi đến chị ta. À, tôi đến đây là để coi thử làng của mọi người sao. Nếu mà hợp lý á, thì tôi qua tôi ủng hộ làng, tôi kiếm thêm người hay là tôi xây phụ mọi người cho. Tôi biết là tôi thấy ngôi nhà này là tôi thấy nhà hơi xấu rồi đó. Quay mày, nói tầm bậy là nhà của tao xây là không bao giờ xấu đâu. Ê, mày đừng có sĩ diện nữa. Thằng Hi Ha này ở cái đa vũ trụ của nó, đó là người xây đẹp đó. Bây giờ có nó qua đây, nhiều khi nó còn kiểm chứng được những cái nhà cho tụi mình, sẽ giúp cho cái làng chúng ta xịn sợ hơn. Mày ngu quá. Ôi mệt quá, mày cứ giao cho nó đi. Rồi một hôm là nó quăng nhà xấu quắc nguyên cả làng đi. Thôi bây giờ tao vô nhà đây. Mày rảnh quá thì mày đi qua tiệm hàng Ha Hóa hay mấy thằng khác đi. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, Hi Ha Glitch kìa. Hello. Tao cũng không quan tâm mấy thằng kia làm sao đâu. Chủ yếu tụi mày qua đây là tao béo cơm rồi. Hello, hello, tao là Hi Ha Glitch. Những gì mà tụi mình hận thù ở đây vũ trụ khác là không có liên quan nha. Vũ trụ này tao là hèn khô à. Ok, nếu mày nói như vậy thì tao cũng không có gì đâu. Ôm cái coi. Trời ơi, mày rảnh quá, bê đê quá. Trời ơi, thôi được rồi, mày đi về nhà đi, mày rảnh quá. Trời ơi, Hi Ha Glitch trong đây nó bị khùng hả? Thì đó, mấy hàng Glitch trong đây nào cũng khùng hết á. Đi qua đây đi, đây là ngôi nhà của mày nha. Từ nay mày cứ ở căn nhà này, tao đem từ ngôi làng của mày đó, tao copy qua này đó. Anh đồ, copy nguyên ngôi nhà của mình qua bên đây luôn các bạn ơi. Trời, nguyên cái Hi Ha đa vũ trụ này khá phải vui đó. Ok, tôi thấy nội thất là y chang cũ rồi đó. Được rồi, bây giờ qua đây nữa. Thấy cái nhà màu trắng bên kia không? Cái nhà đó chính là cái nhà của Hi Ha Thao Hóa. Còn cái nhà trước mặt là của tao. Vào đây, coi mày coi. Dinh thự. Có con nào trong nhà mày kìa? Hai đứa luôn. Trời ơi, hai cái thằng vô gia cư này mà vô nhà tao chứ vậy? Hello my friend. Tụi tôi là Hi Ha Mặt Trăng Quỷ và Mặt Trời Đỏ. Tôi mới được khứa này mời qua đây luôn nè. Ai mày? Tao là người thủ lĩnh của băng loạn. Ai, còn thủ lĩnh gì nữa? Đông nói là vô thế giới này là không có thủ lĩnh gì nha. Xin lỗi mấy anh em. Tôi là người kêu gọi anh em tới đây mà anh em nói gì kỳ vậy? Tối chữ tôi nói chuyện tôi cũng đàng hoàng lịch sự chứ. Tao biết rồi. Trời ơi, tụi tao không có quen nói chuyện lịch sự, tụi tao bạn bè với nhau đó giờ mà. Kệ đi, giờ mấy người đa vũ trụ này nhức đầu quá. Bây giờ tại sao á hai thằng này hình như là nó còn một nửa là Hi Ha, nên vì thế tôi thấy cái giọng của nó cũng gần giống tôi đó. Chứ gì nữa, giọng tôi nói giống mày hết á. Bây giờ ba thằng nói chuyện là không biết thằng nào nói luôn đó. Giờ tao cũng không biết nào nói thiệt luôn á. Mệt quá, hai nó cho thằng đó đó đi. Mày đi theo tao, tao chở hiệu ngôi nhà tiếp theo cho mày cho. Trời ơi, các bạn ơi, bây giờ khứa này dẫn mình qua cái vũ trụ này nhức đầu quá à. Tại sao nhiều Hi Ha quá vậy? Ví dụ mà làng sinh tố mà nó qua đây một đứa thôi à, chắc tụi nó quằn tao là bằng luôn á. Hi Ha quá, Hi Ha Tha Hóa mày đâu rồi? Tao dẫn bạn tới là mày. Ở cửa đây. Quay. Hello. Anh bạn này là mới mời tới hả? H1H4. Thì thằng Hi Ha đó, thằng Hi Ha ở vũ trụ chính đó. Vào đây chơi nào. Đây, xin giới thiệu bro, tôi là một người chủ nghĩa đam mê màu trắng, nên vì thế mọi thứ trong nhà tôi đều là màu trắng thôi. Tôi là Hi Ha mà gọi là khác biệt với tất cả mấy thằng kia là tôi màu trắng. Còn tôi có thằng Homie nữa. Thằng Homie đó là các ông có thể thấy cái thằng mà Nightmare đó, cái thằng bán xì lì đó, đúng rồi đó. Tụi tôi là biệt cặp đôi hắc bạch vô hường. Hắc bạch vô hường luôn hả? Nghe thú vị vậy. Hey, mệt quá, chỉ có hai thằng bay là lạc loài rồi đó. Thằng màu đen, thằng màu trắng, thấy không có giống Hi Ha tí nào. Quay, thì sao mày? Nhưng mà tao vẫn là Hi Ha, nhưng mà tao bị tha hóa là tao màu trắng, liên quan gì? Còn thằng kia là nó bị ác mộng bóng đêm nên nó bị đen đen vậy. Chuyện của nó tao liên quan, nhưng mà tụi tao vẫn là Hi Ha, mày hiểu không? Hey, mệt tụi bay quá. Tao vô đây có miếng nước vô uống chơi mày. Có cái quần tao, cái nhà tao trống không rồi mày ơi, chưa có xây cái quần gì hết á. Cũng đúng, cái làng lập gia mới có 3 ngày à. Ê, nhưng mà sắp tới có nhiều Hi Ha tới lắm đó. Mày đã nói rồi mà. Bây giờ mày thấy thằng Mặt Trăng với Mặt Trời, mày kiếm cái nhà cho nó ở giùm tao cái đi. Hai thằng đó không có nhà vô gia cư, rồi nó đi vòng hoài, nhiều khi nó ăn trộm đồ nhà tao sao. Trời ơi, nhà mày có cái gì đâu mà ăn trộm. Thôi, bây giờ để tao dẫn hàng đó đi kiếm cái chỗ. Còn hàng nào nữa không? Ê, còn hàng H1H404 gì đó. Đó là bản thể của mày đó. Mày đi qua tiệm nó đi. Thằng đó mạnh nhưng mà nó cũng không có biết xây nhà. Thằng đó ngu lắm. Trời ơi, Hi Ha H1H404. H1H404 không biết xây nhà bạn ơi. Ok, bye bye nha, tao quá nha, đi nhá. Ừ, cút đây. Ôi, cục cặn ấy.
Đâu 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 đâu. Ồ, hello. H1H404. Hello. Mà đây là thằng thứ hai gì mà vũ trụ chính đó hả? H1H4. Chứ gì nữa? Nó đó. Oh, hello bro. Hello. Trời, nhưng mà mày nghe nói mày xây nhà xịn lắm đúng không? Mày xây giùm tao căn nhà coi. Bởi vì tao không có nhà, tao không biết xây nhà. Tao ngu gì mấy cái vấn đề mà xây nhà lắm. Tao cần mày xây nhà giùm tao đây đi. Tao chỉ cho mày cái khu mà tao muốn xây nhà nè. Đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, nhớ lên, nhớ lên. Đâu, đi đâu? Trời ơi, có vụ mà chưa gì qua nhờ xây nhà giùm rồi. Hay là tôi thấy ông kêu tôi qua đây giống như xây nhà giùm tụi nó quá vậy. Chứ còn gì nữa. Qua phụ mấy này đi, mấy này ngu quá trời luôn á, tôi nói thiệt. Đây à, tôi muốn cái mảnh đất mà gọi là nó đối diện với lại cái đường mà ngã tư bên kia kìa. Ngã tư nào? Ngã tư bên cái lúc mà tôi đi cánh cổng hả? Đúng rồi, ngã tư nè, ở đây. Đó, trước mặt luôn đó. Đó, cái chỗ mà mấy cái bông mày đứng luôn đó. Ồ, oh, chỗ này hả? Được. Chỗ này thì tôi thấy xây căn nhà mà cũng được á. Ừ, cũng hợp lý. Có gì lần sau tôi qua tôi chỉ cho. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn qua đây tham quan thôi. Trời ơi. Tham quan cái gì? Làng này bây giờ nó có cái quần gì đâu. Có thằng H1H4 nó kêu trước mấy thằng kia. Sao mấy thằng kia xây nhà được? Giờ tao không biết xây nè. Bây giờ tao đứng ở đây nhìn ngu á. Ai thì do mày ngu chứ còn gì nữa mày. Chứ mày biết xây mà mày không ngu rồi. Thôi mệt hai bay quá. Tối ngày mấy thằng bay chung vũ trụ với nhau mà tụi bay cãi lộn hoài. Bây giờ tụi bay kêu về nhà mà tối ngày tụi bay cãi lộn hoài. Chắc đánh lộn nhau mấy hồi luôn á, banh làng mấy hồi luôn á. Tao không biết nữa, kêu này về mắc mệt quá, nó ngu quá à. Ơi, nhìn nó ngầu vậy mà nó ngu mày. Nó được cái ngầu thôi chứ có được cái gì đâu. Thôi, mày kêu mấy thằng kia qua đây nó đi. Kêu mặt giờ đổi lại mấy thằng kia qua đây đây. Tao nói chuyện với nó luôn à, H1H404. Ok, tao kêu đây. Mày kêu tụi nó luôn đi. Kêu mấy thằng kia luôn đi, tập hết luôn đi cũng được. Ê, không mấy ông kêu mấy thằng kia luôn đi. Ai kêu mấy thằng kia luôn đi. Ờ, tao đi kêu luôn cho mệt quá. Tụi bay đâu rồi, tập hợp ra đây coi. Ê, trời ơi, để coi trong làng này tổng cộng có bao nhiêu nghi ha bạn ơi. Trời ơi, nó nhiều thiệt luôn á. Ê, lại đây. Xếp hàng ơi, tụi bay tập hợp đi. Ôm coi. Cái thằng này quá, từ bao giờ mày qua đây mày bê đê rồi nha, cà lít. Mày muốn ôm không? Ôm luôn hả, mày ôm. Mày ôm, tao đấm mày thấy bà mày vớt hồn đi mày. Buồn vậy, trời ơi, ôm cái ầm ghê quá. Ừ, ui, thao hóa rồi. Ui, trời ơi, tụi nó rủ ghê đông dữ hả? Ba, ba, bốn, tao rủ cái đám quá hơi nè. Hình như có thiếu nào nữa mày. Ui, thiếu ai á? Hình như thiếu thằng... H1H4 Glitch đâu? Ừ vậy, mày nói tao mới nhớ. Ủa, thằng đó hôm nay đâu rồi? Tao nhớ là tao mời nó qua rồi mà. Tụi bay trả lời nó coi. Trời ơi, để tôi giải thích cho. Tao nay mà đây này, mày nhìn đâu vậy, H1H4? Tao thằng đó sáng nó nói là nó đi đâu, đi qua vũ trụ nào chơi rồi. Nó nói đi kiếm người vậy á. Đây rồi. À, đi kiếm người chắc là nó đi tìm thêm những người nhà khác qua làng của chúng ta đó. Giờ vui đi anh em. Mà thôi, tao hôm nay muốn giới thiệu tụi bay. Tao là vũ H1H4, một vũ trụ thứ hai mà theo tao là vũ trụ thứ hai. Còn thằng này là vũ trụ chính nè, thằng Hi Ha là vũ trụ chính. Đó, thì hai thằng tao muốn không, tao thôi chứ thằng này tao mới nói thôi, nói sao tụi bay nữa. Tao thôi, để tao nói đại diện cho sáu thằng kia nói chuyện với mày cho Hi Ha. Tao đại diện gì? Tụi tao muốn thành lập ra một cái làng mà chỉ có Hi Ha thôi. Nó được mệnh danh là làng Hi Ha Âu. Hi Ha Âu. Rồi làm cái gì? Thì để chơi với nhau chứ làm cái gì? Trong đây tất cả Hi Ha gộp lại với nhau rồi chung sống giống như cái làng của mày vậy đó. Tao muốn như vậy đó. Ồ, thì ra là rửa. Rồi ông hỏi ý mấy tụi nó chưa? Đương nhiên là hỏi rồi thì tụi nó mơ đầy chứ, đúng không tụi bay? Gật đầu coi. Đó, hay chưa? Mày gật đầu coi ha. Hát bò 4x4. Thì cái đầu mày bị lắc ha mày. Trời ơi, thằng này được cái nó ngầu nhưng mà nó bị ngu á. Mà thôi, bây giờ ông muốn như vậy. Vậy bây giờ ông muốn tất cả mọi người Hi Ha qua đây hết hả? Tôi muốn vậy. Tôi muốn cái làng này nó phát triển hơn nữa. Nó sẽ có nhiều nhà hơn nhà ông nữa. Tại vì vũ trụ của chúng ta có rất nhiều Hi Ha khác. Ông hiểu rồi đó. Nhưng mà tôi nghĩ có nhiều Hi Ha nó sẽ không qua đó. Thì kệ tụi nó. Thằng nào qua thì tụi mình cho qua. Còn thằng nào không cho qua thì cút. Ok. Được. Nếu vậy thì ok. Để bữa nào tôi sẽ dẫn thêm những thằng Hi Ha vũ trụ khác thử coi xem sao. Nhưng mà tôi hỏi nha. Ví dụ mà mấy thằng làng sinh tố của tôi nó qua đây tham quan thì sao? Cái này cũng không biết nha. Tại vì tôi muốn trong làng này chỉ có mấy Hi Ha thôi. Nhưng mà mấy thằng kia tham quan thì qua tham quan thôi. Nó không được gọi là nó không được xây nhà mà sinh sống ở đây. Chỉ có Hi Ha, thằng nào Hi Ha thì cho ở lại, còn nào phải Hi Ha cút. Cái rồi sao mày cục với mày? Ok, nếu vậy thì ok. Vậy thôi, vậy từ đây cái làng này tên là Hi Ha Âu đúng không? Đúng. Tụi tao chốt ý rồi đó, đúng không tụi bay? Gật cái đầu coi. Mày gật đầu. Trời ơi, thằng 404 này mày ý đồ mày bây giờ. Thôi được rồi, vậy đây coi như là chốt cái làng vậy đúng không? Ok, vậy tôi có gì tôi ra qua về làng của tôi rồi tôi kiếm thêm mấy thằng vũ trụ khác nữa rồi tôi qua đây à. Quay nhưng mà trước khi đi cho ôm cái coi. Ê, thằng này mày cút coi. Mày tào lao quá, để cho nó về đi. Mày
Trời ơi, tôi đây nha, tạm biệt, để làng mọi người có vẻ vui đó. Tôi sẽ quay lại kiếm mọi người sau. Ok, tạm biệt, quay tạm biệt nó coi. Nhúng 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 cái gì? Tạm biệt nó đi, rồi để cho nó đi. Ok, tạm biệt. Trời ơi, mấy thứ này hài thiệt đó chứ. Thôi, nhưng mà thôi, dù gì vũ trụ này cũng khá là vui. Vũ trụ này có những tất cả hi ha mà nó còn... Ê, kia sao mày chưa đây, mày đứng mày nói gì á? Tao nói chuyện xíu mày căng quá. Thôi, nhớ nha các bạn, mình sẽ quay thêm. Nếu các bạn muốn mình qua chỗ này để chơi với mấy thằng khứa này, hãy comment bên dưới là anh ơi, hãy làm hi ha âu đi, là mình sẽ biết. Ok, còn bây giờ thì đi về vũ trụ của mình, đi kiếm thêm những thằng khác qua đây coi. Thôi, đi thôi.